Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui khi được các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình đến nhà của Thanh Triệu ở Ôn Môn của thành phố Cần Thơ để giới thiệu đến quý vị và các bạn một số cây kiểng tại đây cho quý vị có nhu cầu giao lưu. Rồi, chào Triệu ơi. Hello, chào các cô chú anh chị. Hôm nay Triệu có một clip gồm có khế gân và đỏ lá nhỏ đồng giá 800k để giao lưu với các cô chú anh chị. Đó, đây là cây số 1. Chị sẽ đo thông số cho các cô chú anh chị đều biết ha. Đây. Cây số 1 là cao lên là 150. Tính 150 đi hết chiếc dây đi, 150. Rồi, cao 150. Đây. Tán ngang là 60. Rồi. Đây là cây trang đỏ lá nhỏ nha. Rồi coi nụ đây. Luôn coi có không. Đây cũng có nụ luôn, bông đều đẹp luôn. Tết đây là cây nha. Một cốt luôn nha. Này là Tết chơi được rồi nghe các cô chú anh chị mình ha. Rồi, đây trang đỏ lá nhỏ một cốt 800 thôi. À 800 ngàn thôi. Chỉ có 800k thôi nha. Dạ, đây. Hoành là 10 thôi, tính 10 thôi. Trừ luôn. Đó, trừ mấy cái kia hết trơn luôn đó nghe, là em tính 10 rồi nghe, 9-10 thôi nha. Đó, chỉ 800k bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Rồi. Đó, 800k bao ship toàn quốc luôn. Trang đỏ lá nhỏ chúng em chỉ có 4 cây thôi nha, hai cặp thôi để giao lưu với các cô chú anh chị mình thôi. Đó, chỉ có 4 cây hai cặp thôi nha. Một cốt đi thẳng lên. Đó. Cái này là tại em muốn cái bộ nó hơi nghiêng nha các cô chú anh chị mình ha. Cao lên là cũng 150 luôn. Tán ngang là 60 luôn. Đó. Đây là một cốt nhưng mà tại chúng em không có môi ra, tại em bước cái bầu nó rất là sâu chúng em không có môi ra nha. Đó, nó còn nằm ở dưới á. Này cũng có 9-10 hả nha các chú chị mình ha, hoành có 9-10 thôi, cây số 2. Cây số 2. Cũng là 800k luôn. Bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. 800k bao ship toàn quốc luôn. Đó, 800k thôi. Đó. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây cũng là cây số 3. Đó, tại em bước cái bầu nó hơi nghiêng nha. Đó, để em thông số cho các chú chị đều biết luôn. Đó cũng là 150 luôn. Đó, tán ngang nó cũng là 60 luôn. Đây, hoành là cũng 9-10 luôn nha. Đó, cũng đồng giá là 800k luôn. Đó, bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn nha. Đồng giá là 800k. Bao ship toàn quốc luôn. Đó, đây là đỏ lá nhỏ nha. Cây này rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha, bông rất là nhiều. Đó, đều tàn dáng thông rất là đẹp luôn. Về các chú chị mình trang trí cây thông Noel luôn là ok. Đây, bông từ trên xuống dưới luôn nha. Đây, cây này cao lên là cũng là 150 luôn đó các chú chị mình ha. Cao lên cũng là 150 luôn. Đó, bông trang đỏ lá nhỏ. Hoành này cũng 9-10 luôn. Tán ngang là cũng là 60 luôn nha. Cây số 4. Đó, chúng em chỉ có 4 cây thôi, hai cặp thôi nha. Để giao lưu với các cô chú anh chị mình luôn. Cũng đồng giá là 800k bao ship toàn quốc. Đó, đồng giá là 800k bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0898 997764, em tên Triệu. Ở tại khu vực Hoàng, quận Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, đây là cây phôi. Phôi trang đỏ lá nhỏ luôn. Nhưng mà cái dáng bay rất là đẹp, đế thú luôn nha. Đế nôm thú luôn. Đó, chỉ có một cây một thôi nha. Đây là bông trang đỏ lá nhỏ dáng bay. Đó, rất là đẹp luôn nha các chú anh chị mình ha. Đây, để em đo chiều bay nó nha. Chiều bay nó là 77. Đây, để em đo hoành luôn. Hoành là 12. Đây, cũng là 800k luôn nha. Đó, chỉ có một cây duy nhất thôi, đế thú. Đó, dáng bay. Cây này nó già dữ lắm, già luôn rồi nha các chú anh chị mình ha. Nó nổ da me hết trơn rồi. Đó, trang đỏ lá nhỏ luôn, cũng 800k luôn, bao ship toàn quốc. Cây số 5. Đó, bảo đảm sống tốt khỏe bình thường nha các anh chị mình ha. Đây, đây là em có cái lô khế. Đây là lô khế gân nha. Bảo đảm cây sống tốt khỏe bình thường, đảm bảo 100% luôn. Cây số 6. Đây, dáng thú rất là đẹp, cũng đồng giá là 800. Đây, để em đo chiều cao luôn nha. Cao lên là 63. Rồi, cao là 63 nha. Đây, hoành là 19. Hoành là 19 nha. Cũng 800k luôn. Bao ship toàn quốc. 800k bao ship toàn quốc. Thế gần. Đó, đế thú rất là đẹp luôn nha các chú anh chị mình ha. Cây là một cốt đế thú rất là đẹp luôn. Cũng đồng giá là 800k để giao lưu với các chú anh chị mình luôn. Đây,
cây này là có dán trực tai chi đầy đủ nha, cái gân nha. Đây, cây này chúng em chưa moi củ đế ra luôn. Cao lên là 110. Cao là 110. Đây, đem đo cái hoành nó thử coi nha. Đây, hoành là 32. Đây, hoành cây là 32 nha. Đây, em đo tại dưới này 32 chưa moi đế ra luôn. Cũng đồng giá là 800k bao ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn nha. Đồng giá 800k bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thức Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, đây là cây số 8. Cây số 8 có thân hình rất là quái nha. Cao lên là 75. Đây, để em đo hoành thân nó đây nha. Hoành thân là 22. Hoành thân là 22, cũng đồng giá là 800k luôn. Bao ship toàn quốc. Đồng giá 800k bao ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn nha. Đó, cái gân trái chua. Cây rất là già cây luôn nha các cô chú chị mình ha. Đây. Đây là cây số 9, rất là quái. Cây này là thuộc về cây quái nha các cô chú chị mình ha. Đó. Cây quái ba, luôn. Ba được. Ba tược này thằng đa. Cao lên là 79. Dính liền không? Là dính liền luôn nha anh, dính liền luôn nè, thấy không? Ba tượng dính liền luôn. Cao lên là 79. Đây để em đo thân chính của nó thưa người nha. Thân chính của nó là 20. Đó, thân chính là 20. Cũng đồng giá luôn, 800k bao ship toàn quốc. Cũng đồng giá là 800k bao ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn. Đó. Đây dễ chơi, dễ xài luôn nha các cô chú chị mình ha. Đây. Cây này là cũng là cây quái luôn nha. Đó. Đây, một bể nó rất là đẹp luôn nha các chú chị mình ha. Tay chi đầy đủ. Cao lên là 62. Cao lên là 62. Để em đo thử cái thân này, thử cái một thân nó thử coi nha. Một thân của nó là 21, mà tính 20 thôi. Đây, cái bể nó rất là đẹp liền một bể luôn nha. Cũng là 800k luôn, bao ship toàn quốc cho các chú chị mình luôn. Đó, 800k thôi, bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu, ở tại khu vực Hoàng, phường Thức Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó. Đây. Đây là cây số 11. Đó, có một cái dáng bay rất là đẹp luôn. Đó, bay hồi đầu rất là đẹp luôn, cao lên là 77. Cao lên là 77. Cái gân trái chua rất là già. Bao sống tốt, khỏe bình thường. Hoành là 26. Hoành là 26, cũng có giá là 800k. Đây, cây sống tốt khỏe nè anh. Đây, cái đọt nè, thấy không? Đọt non nó vẫn còn, vẫn đẹp luôn. Khoan ha, để cho anh quay đọt non cái này nè, thấy không? Đó. Cái gân trái chua. Đó. Bảo đảm sống tốt khỏe bình thường cho các cô chú chị mình luôn. Cũng đồng giá là 800k. Bao ship toàn quốc. Cũng đồng giá là 800k, bao ship toàn quốc nha. Đây là cây số 12. Đây, cây số 12 có cái dáng bay. Dáng bay rất là đẹp luôn nha, bộ đế nó vẫn đều, chúng em không có môi đế ra. Đó, sợ si cây. Đây, dáng bay nha các chú chị mình ha. Đây, đến đo chiều bay đó nha. Chiều bay là 85. Chiều bay là 85 nha. Đây, hoành là 23. Hoành là 23 luôn. Cũng có giá là 800k. Bao ship toàn quốc luôn nha. Cũng có giá là 800k bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây là cây quái luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Cây quái tàn đa rất là đẹp. Đây, có một cụ đế nó rất là quái dị luôn. Đây, cụ đế nó rất là quái dị luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Cao lên là 65. Đây, để em đo tổng hoành này thử nha. Đo tại vị trí này là 32. Đó. Đây cũng là 800k bao ship toàn quốc luôn. Cũng là 800 thôi, cây số 13. Cũng là 800k bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đó. Đây, đây là cây số 14. Cây số 14 nha. Cũng là quái luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Đây, cao lên là 57. Cao lên là 57 nha. Đây, đo thằng mẹ nó thử coi. Thằng mẹ là 21. Đó, 22 mà tính 21 luôn. Cũng đồng giá là 800k luôn. Bao ship toàn quốc.
cây số 14 đó, đồng giá luôn nha. Đó, đây hàng này mini rất là đẹp luôn nha các anh chị, mình thấy chơi bonsai cũng rất là được. Cây số 15, đây là cây số 15 nha. Đây cây số 15 cho các anh chị mình đều xem luôn. Đây, cái gân trái chua bao sống tốt khỏe bình thường, cao lên là 56, cao lên là 56 nha. Hoành là 20, hoành 20 nha. Đây, hoành 20 cũng là 800k luôn, bao ship toàn quốc. Đó, đồng giá một giá 1800. Đó, cho các cô chú anh chị mình dễ lựa nha. Đó, chỉ có 800k thôi mà bao ship toàn quốc. Đây là cây số 16. Cây số 16. Đó, tàn đa ba tược rất là đẹp luôn nha. Tai chi đầy đủ các chú chị mình về bẻ tai chi là ok luôn. Đó, cao lên là 68. Đây, cây này có bộ đế rất là đẹp luôn. Đó, thân hình cái mình rất là bự. Đây, hoành là 23. Hoành là 23 nha. Đó, cũng đồng giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc. Chiều cao là 68. Đây, cũng là 800 luôn, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn. Đây, cây số 17. Đây là cây số 17 nha. Đây là cây số 17 luôn, cũng có cái dáng rất là đẹp luôn nha. Đó, cao là 65. Cao là 65. Hoành là 21. Hoành là 21 nha các chú anh chị mình ha. Đây cũng là 800 luôn. 800k bao ship toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0898 997764. Em tên Triệu. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đó. Đây. Cái này là cây cũng dáng bay luôn, rất là đẹp luôn nha. Đấy, các cô chú anh chị mình cứ cắt ngang chỗ này thì nó bay thẳng là rất là đẹp luôn. Để em đo chiều bay nó thử coi. Chiều bay nó là 109. Chiều bay của nó là 109 nha. Đó. Các chú anh chị mình cứ cắt cái chỗ này là bay một cốt rất là đẹp luôn. Đó, cái này là chúng em chưa môi đế nè. Đó, đế nó rất là đẹp luôn nha các chú anh chị mình ha. Đó, chiều bay là 109. Đây, để em đo hoành nó thử coi nha. Hoành là 22. 22 rưỡi mà tính 22 cũng có giá là 800 luôn, bao ship toàn quốc. Cũng có giá là 800k bao ship toàn quốc cho các con chú chị mình luôn nha. Đó, chúng em bán đồng giá chỉ có 800k thôi, dễ xài luôn nha các chú chị mình ha. Đó, khế gân trái chua. Đó, các con chú chị mình cứ ngồi ha một chỗ ha, mà có ăn thịt nướng đồ nướng rồi đó là khỏi cần mà đi ra chợ mua luôn. Ở nhà mình có sẵn cây khế là mình bẻ mình ăn luôn hả. Đây, cây này cao đó là 70. Cao lên 70, tàn đa hai tược. Đó, một thân mà hai tược nha, rất là đẹp luôn. Đây, hoành là 32. Hoành là 32, cũng có giá là 800k. Đó, tổng của hoành là 32, có giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764. Đó, em ở tại khu vực Quang, phường Thức Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Đây, cây này là cây mã số 20. Đó, rất là quái luôn nha các chú chị mình ha, cây rất quái, rất là đẹp. Cao lên là 50. Để em đo trên này đi ha. Đo trên này hoành cũ là 26. Đó, cũng có giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc. Cũng có giá là 800 luôn, bao ship toàn quốc. Đó, các chú chị mình dễ chơi, dễ xài luôn nha. Cái lô khế này nó rất là già cây luôn nha, nhưng mà tại vì nó nằm ở trong gặp đó, trong vườn trái cây, bởi vì nhiều khi nó không có cái ánh nắng, bởi vì nó không có phát cây lên nổi đó, bởi vì chúng em cắt phôi để giao lưu với các cô chú chị mình luôn. Cao lên là 74. Cao lên là 74 nha. Đây, hoành thân là 21. Hoành thân là 21. Khế gân trái chua cũng có giá là 800 luôn, bao ship toàn quốc. Giá là 800 bao ship toàn quốc cho các cô chú chị mình luôn nha. Đó, dễ chơi luôn nha, hàng dễ chơi luôn. Đây, cây này là cũng là một cốt luôn nè các cô chú chị mình ha. Cái này giống như là phu tử rất là đẹp luôn. Đó, cao lên là 96.
cao lên 96, cái này là thân mẹ với thân con, hai thân dính liền với nhau luôn nha các quý chị mình ha. Đây là hai thân dính liền luôn. Đây. Hoành là 30. 30 rưỡi mà tính 30 thôi. Đó, cũng đồng giá là 800 luôn, bao ship toàn quốc. Đồng giá là 800 luôn, bao ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0898 997764 luôn. Đó, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn nha. Đây, cây này là giáng long luôn nha. Đó, một cốt mini rất là đẹp, tai chi đầy đủ luôn. Đó, cái này là thiên nhiên tạo luôn nha. Cái này là 80, cao lên là 80. Tai chi đầy đủ rất là đẹp luôn. Đây, để em đo thử rồi nha. Đo trên eo này đi. Đo trên eo này luôn là 27. Đó, cái đế nó rất là đẹp nha các anh chị mình ha. Có cụ đế rất là đẹp luôn. Đó, cũng đồng giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc. Cũng đồng giá là 800, bao ship toàn quốc luôn nha. Đó. Đây, cây này là cây mã số 24. Đó, cũng là một cốt rất là đẹp luôn. Cao lên là 80. Cao lên là 80 nha. Đây. Đây, củ hoành của nó đây. Củ hoành là 22. Hoành là 22, cũng đồng giá là 800k. Đây, cây này cũng là cái cuối cái clip này luôn nha các cô chú anh chị mình ha. Đó, Thanh Triệu rất là cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ Thanh Triệu. Thanh Triệu trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Rồi, xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những clip sau.